Chào mừng các bạn đến với kênh Ký sự 075. Ca sĩ Mạnh Quỳnh về nước, làm đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung. Ban đầu anh sáng tác những ca khúc dành riêng cho mình và tri kỷ, nhưng sau đó anh đã quyết định hát tại đêm nhạc để cho khán giả nghe. Đêm nhạc mang tên Nhớ Nhung được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 tới là dịp để người thân, người hâm mộ tưởng nhớ và ôn lại những kỷ niệm đẹp về giọng ca Lý Con Sáo Bạc Liêu. Chương trình ca nhạc Nhớ Nhung sẽ được tổ chức trong 5 đêm tại thành phố Hồ Chí Minh và một đêm thành phố Đà Lạt, với mong muốn mang lại cảm giác gần gũi và ấm áp. Đêm nhạc Nhớ Nhung sẽ hạn chế chỗ ngồi để tất cả khán giả có thể nhìn rõ sân khấu, giao lưu cùng các ca sĩ và các khách mời đặc biệt. Đêm nhạc không chỉ là dịp để người hâm mộ ôn lại những kỷ niệm về người quá cố mà họ thương mến, đây cũng là dịp để những người yêu mến Phi Nhung tri ân cô. Mạnh Quỳnh vốn là người bạn tri kỷ của Phi Nhung. Cả hai đồng hành cùng nhau trên chặng đường âm nhạc trong một thời gian dài. Sau khi giọng ca quê Pleiku qua đời, anh đã rất đau buồn. Trong khoảng thời gian này, Mạnh Quỳnh sáng tác các ca khúc tặng riêng cho người bạn đã mất. Ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết, đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất tôi thể hiện các ca khúc này cho người tri kỷ Phi Nhung. Ngoài sự có mặt của Mạnh Quỳnh, các con nuôi của Phi Nhung là Tuyết Nhung, Quỳnh Trang, Thiên Ngân và hai học trò là Ngọc Phụng và Trường Sang cũng góp mặt để thể hiện các ca khúc sở trường. Đêm nhạc cũng là cơ hội để khán giả yêu mến Phi Nhung. Mạnh Quỳnh chứng kiến sự trưởng thành của ba cô con gái mà Phi Nhung rất mực yêu thương lúc sinh thời. Những bản hit huyền thoại của giọng ca Thương Lắm Mình Ơi một lần nữa sẽ được vang lên bởi những giọng ca trẻ. Có thể kể đến Chiều Lên Bản Thương, Giấc Mơ Cánh Cò, Thua Một Người Dưng, Phải Lòng Con Gái Bến Tre và nhiều ca khúc khác. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của hai quán quân solo cùng Bolero năm 2019 là Ngọc Phụng và quán quân năm 2021 Trường Sang.